xin chào quý vị và các bạn à, hôm nay clip này em sẽ dành trọn vẹn để hướng dẫn anh em à, hiểu thế nào là cái giải trở kháng rộng và chúng ta sẽ biết cách phối ghép và ghép nối giữa âm ly và loa sao cho phù hợp trở kháng giúp cho máy chạy được uh, ổn định và âm thanh ra được uh, tốt nhất bởi vì rất nhiều các cái dòng âm ly cũng như là, là dòng loa có cái các cái ký hiệu về trở kháng nếu như chúng ta không uh, không 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 phối ghép đúng thì nếu uh, đơn giản nó sẽ không hay còn nếu mà ví dụ như về phần kỹ thuật thì chắc chắn là về máy móc nó sẽ không không thể nào mà, mà 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 hoạt động ổn định được thì hôm nay cái clip này em sẽ chọn vẹn để hướng dẫn anh em hiểu như thế nào là cái giải trở kháng rộng và ghép như nào cho đúng và đặc biệt là là, là giải thích một cách đơn giản dễ hiểu cho anh em dễ nghe à, dễ 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 hiểu đầu tiên như chiếc âm ly này à, chúng ta có thể thấy là nó có thể ghép được hai cặp loa a và b a là bên trên B là bên dưới à, một cặp là hàng bên trên một cặp là hàng bên dưới à, do vậy cái âm ly này nó lại có giải trở kháng rộng là từ 4 đến 16 ôm như chúng ta nhìn ở đây thấy đúng không ạ 4 đến 16 ôm thì trường hợp nào chúng ta ghép loa từ 4 đến 16 ohm trường hợp nào chúng ta ghép loa từ 8 đến 16 ohm ờ. chúng ta khi ghép hai đôi loa thì chúng ta nên chú ý là trường hợp mà A này là chúng ta ghép một cặp loa A hoặc là cặp loa B một trong hai cặp loa nếu như chúng ta sử dụng một trong hai cặp loa là A hoặc B cũng được cầu a cũng được mà cầu b cũng được thì chúng ta có thể chọn loa có trở kháng từ 4 ôm đến 16 ôm còn khi chúng ta dùng cả hai cặp loa cùng một lúc tức là bật cùng lúc và ghép ghép nối cùng lúc hai cặp loa a và b chạy song song hai cặp loa cùng một lúc thì khi đó chúng ta sẽ phải sử dụng cái loa có trở kháng từ 8 ôm đến 16 ôm thì nó phù hợp với lại chiếc âm ly này đúng không ạ đa phần trên thị trường hiện nay thì những chiếc âm ly đều có trở kháng từ 4 đến 16 ôm và nó sẽ ứng dụng với tùy từng trường hợp. Nếu như chúng ta sử dụng một cặp ghép vào cái cầu A hoặc là cầu B bất kỳ trong hai cầu này đều được nhưng chúng ta sử dụng một cặp tức là một đôi loa thì chúng ta có thể ghép được loa xuống thấp tới 4 ôm hoặc là 8 ôm hoặc là 16 ôm. Nhưng khi chúng ta chạy hai đôi loa cùng lúc thì chúng ta phải sử dụng loa thấp nhất có trở kháng thấp nhất là 8 ôm nếu không thì phải cao hơn cho đến 16 ôm. Đó, trên đây là hai trường hợp mà chúng ta sẽ lưu ý ở chiếc âm ly mà có trở kháng từ 4 đến 16 ôm. Thường là nếu như chúng ta sử dụng một trong hai cặp loa A hoặc B thì nó có thể sử dụng được cái loa có trở kháng ghép với cái loa có trở kháng từ 4 đến 16 ôm. Còn nếu như chúng ta ghép hai cặp loa cùng lúc thì chúng ta phải chọn đôi loa nào có trở kháng từ 8 ôm trở lên. Đó là cách hiểu đơn giản nhất về cái ký hiệu. A và B 46 ohm và A cộng B 86 ohm. Đó. Trên đây là clip hướng dẫn anh em để anh em kết nối làm sao cho uh, cái trở kháng của âm ly và loa cho nó phù hợp để phát huy hết cái khả năng uh, và hết cái cái chất lượng của bộ phối ghép của chúng ta. À, xin cảm ơn anh em. Anh em nào còn thắc mắc gì hay có gì chưa hiểu thì gọi điện trực tiếp cho em báo hồng số điện thoại là 0978 263 263 hoặc là có thể để lại comment để chúng ta cùng trao đổi thảo luận thêm về uh, lĩnh vực audio xin cảm ơn anh em